Rồi tiếp theo mình sẽ đến cái mục là gì? Động từ thể T, imas. Vậy thì ở trong cái phần này chúng ta cũng sẽ chú ý hai cái mục, đó là những cái hành động mà diễn ra từ quá khứ kéo dài đến hiện tại và tương lai, thì chúng ta sẽ sử dụng động từ về thì must. Rồi những động từ mà biểu thị thói quen, những cái hành động mà biểu thị cái thói quen, cái tập quán của mình và lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại, thì mình cũng sẽ sử dụng thì must nha. Đó, ví dụ là gì? Mỗi ngày mình đều học tiếng Nhật thì là mai thì Nihongo Obenkyo shite masu, tức là cái hành động của mình lặp đi lặp lại mỗi ngày, do đó mình sẽ sử dụng động từ te masu desu ne. Rồi chi cái phần tiếp theo với bạn, ở đây mình hãy chú ý bốn động từ đặc biệt mà nó luôn đi với lại te imasu, đó chính là gì? Mochimasu, sundeimasu, kekkon shimasu và mochimasu, sumimasu, kekkon shimasu và shirimasu. Bốn động từ này luôn chia ở thể về teimasu desu ne. Rồi, khi chúng ta nói là danh từ o mochimasu, hoặc là khi mà chúng ta nói danh từ o mochimasu rồi thì chúng ta sẽ chuyển cái bốn động từ mochimasu, sumimasu, kekkonshimasu và shirimasu này về thể teimasu. Và ở đây chúng ta sẽ dịch đó là sự sở hữu, chứ không phải mochimasu là mang danh từ. Đây là mote imasu. Một tê ma sáng, sở hữu cái nợ và không có sở hữu cái nợ. Ví dụ như chúng ta nói là gì? Watashi wa kurumao motemasu, không phải là tôi thì mang cái kuruma, mà chúng ta sẽ nói là tôi có sở hữu, tức là tôi đang có cái chiếc xe xe hơi. Tương tự với câu là gì? Khi mà chúng ta nói là kuruma o motemasu thì nó cũng đồng nghĩa với cái câu là kuruma ga arimasu desu ne. Kuruma ga arimasu, và bạn chú ý ở chỗ này là kuruma ga arimasu là onashi desu ne. Nhớ là gì? Ở đây là động từ chia về thể temasu, nó chúng ta dịch là có nha. Có tức là sự sở hữu nha các bạn, có dùng để chỉ sở hữu. Ví dụ như kuruma hay là baiku omotemasu là mình đang sở hữu chiếc xe xe máy nha. Rồi chơi cái câu số 2. Phần số 2, động từ số 2 là cái nơi chốn đi với trợ từ ni. Sau đó chúng ta sẽ có cái gì là sumimasu. Rồi, sumimasu khi chia về cái thể temasu chúng ta là sundeimasu là sống, đang sống ở đâu đó. Và sinh đế imasen là không, tức là mình sẽ không sống ở ở đâu đó, phủ định lại. Ví dụ như là gì? Tokyo ni sinh đế imasu, thì bây giờ tôi đang sống ở Tokyo nha, tôi đang sống ở Tokyo. Hoặc là Okinawa ni sinh đế imasen là tôi không có sống ở ở Okinawa. Rồi ví dụ nha, ví dụ ở dưới này chúng ta sẽ thấy được là gì? Watashi wa Ho Chi Minh City ni sumimasu, hiện nay thì tôi đang sống ở Hồ Chí Minh. Và một cái hình thức kéo dài từ quá khứ đến hiện tại và tiếp diễn ở tương lai thì mình cũng không biết là khi nào nha, khi nào mình đã sống ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Ở đó thì chúng ta sử dụng là Hồ Chí Minh City ni sumimasu desu ne. Rồi chị. Động từ tiếp theo đó là động từ kekkonshimasu kết hôn desu ne. Rồi kekkonshimasu thì bây giờ mình sẽ chia về cái teimasu, đó là kekkonshiteimasu và kekkonshiteimasen. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là chúng ta nói là tôi thì kết hôn, đang kết hôn. Đang kết hôn thì thấy nó hơi không hay cho lắm nên chúng ta dịch là tôi kết hôn.
tôi kết hôn như thế nào? Ví dụ cái kostemos, tức là tôi thì hành động của mình là đang đang diễn ra là mình đang kết hôn. Sau đó thì cái cuối cùng của mình ở đây là danh từ o si, danh từ o siri siri mas. Thì ở đây chúng ta sẽ chia cái động từ này về siri mas này thành là stay mas hoặc là siri masen nha. Chỗ này siri masen nhắm lại chứ không phải là stay masen nha, chú ý chỗ này thôi. Thôi trong cái mục này chúng ta sẽ chú ý như thế này, ví dụ nè Yamada san no denwa banko shite masu ka, tức là anh Yamada nha, thì có cái số điện thoại đúng không? Vậy thì số điện thoại của anh Yamada mình có biết hay không? Biết thì là gì? Stay mask up, là mình có biết hay không? Còn mình không biết thì là city mask, chứ không có là hay stay mask yeah, city mask là không có nha. Không có là mình không. Mình sẽ không nói là không tôi đang không biết, mà mình sẽ nói là không tôi không biết, và vâng tôi biết hay stay mas yes shimasen. Tức là mình sẽ nói là vâng tôi biết và vâng tôi không tôi không biết, chứ mình đừng có nói là gì yesi stay masen thì người ta không có sử dụng. Do đó chúng ta sẽ nhớ với trường hợp như thế này không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như mà các bạn có câu hỏi thắc mắc thì các bạn cứ comment xuống phía dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn nha. Cảm ơn và xin chào các bạn, hẹn gặp lại nhé.